Welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ Hôm Nay. Cũng đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương, Uyên Quỳnh mời cả nhà. Chúng ta sẽ nghe chia sẻ tâm sự của những người cô đơn đi tìm người yêu của mình. Sẵn đây Uyên Quỳnh cũng xin chúc phúc cho những cặp đôi nào đã may mắn tìm thấy được nhau. Tuy là Uyên Quỳnh ghi nhận được một số cặp đôi đã đến được với nhau, thì số này báo tin lại cho Uyên Quỳnh thì rất là ít. Nhưng mà bên cạnh đó Uyên Quỳnh cũng biết rằng có những cặp đôi họ đã âm thầm đám cưới rồi sống chung với nhau nhưng mà họ vẫn không báo tin cho Uyên Quỳnh biết. Điều đó cũng rất ok, không sao hết. Nhưng mà nếu mà các anh chị không báo tin cho Uyên Quỳnh á thì Uyên Quỳnh cứ cho số phone của các anh chị cho những người tới sau thì điều đó chỉ làm phiền cho các anh chị mà thôi. Vì vậy mà các anh chị nào đã may mắn tìm được nhau thì vui lòng báo tin lại cho Uyên Quỳnh biết để các anh chị không bị làm phiền nhé. Và Uyên Quỳnh cũng xin nhắc nhở với những anh chị tham gia chương trình rằng tham gia chương trình thì cần phải làm một video phỏng vấn và video đó sẽ không thay đổi nếu như các anh chị đã suy nghĩ thật kỹ và quyết định tham gia chương trình. Và với lại kênh của Uyên Quỳnh đó là kênh Cuộc Sống Mỹ và kết hợp với Kết Nối Yêu Thương. Vì thế cho nên sẽ có những video khác nhau và sẽ có nhiều nội dung hơn, phong phú hơn để cho các anh chị xem. Đôi khi Quân Quỳnh cần phải làm video về cuộc sống đây đó của những người Việt ở trên đất Mỹ để cho các anh chị không phải nhàm chán vì cứ một video kết nối yêu thương hoài. Và bây giờ Quân Quỳnh mời cả nhà chúng ta sẽ đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương nhé. Rồi, chị chào em ha. Dạ, chị Vi. Chị rất vui chào đón em đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay ha. Em có thể chào cộng đồng rồi em giới thiệu về mình ha. Em chào cộng đồng trong ngoài nước, chúc sức khỏe chị Vi và gia đình được nhiều sức khỏe. Em ngồi luôn ra, em đừng ngồi sát như vậy ha, mất cái Dạ. dáng của em á. Rồi em có thể giới thiệu về mình ha. Dạ, em tên Dương Kim Sương, em sinh năm 1975, em 44 tuổi, về em ở Bến Tre, Việt Nam. Em hiện tại đang làm công việc gì? Buôn bán kinh doanh chả nước sốt pate bánh mì. Em làm bán bánh mì thịt đó hả? Dạ, thịt cũng được, bỏ sĩ lại luôn. Ồ, như là em làm nhân bánh mì rồi em bỏ cho người ta hả? Dạ. Em làm công việc đó được bao lâu rồi? 6 năm. Em làm nhiều không? Làm luôn. Có người làm cho em không hay là em chỉ làm mình thôi? Là có người phụ. Ở ngoài chợ thì cũng trước thì em cũng có ba người phụ, hiện giờ thì có hai bà chị phụ buôn bán nha. À, giống như là mình làm thịt ram rồi mình làm chả rồi mình làm nước sốt bán cho những người bán bánh mì thịt phải không hay là em bán bánh mì Mình đứng bán luôn, thịt? làm bỏ sĩ của người ta mà mình bán luôn. Vậy đó hả? Vậy là em Em sẽ làm câu rồi nữa, anh nói sao? em có làm rau câu rồi đó. Nói chung là em làm sĩ cho lẻ bỏ cho khách hàng luôn. Em rất là khéo tay ha, nấu ăn phải khá là ngon mới làm được. Em muốn thì rất ngon. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình em như thế nào? Em thì ly dị chồng năm 2006 đến nay. Em có được mấy bé? Em có một bé gái 24 tuổi. Rồi lý do vì sao em với ông xã chia tay? Trước kia thì nhà bên chồng em thì muốn bán trái cây, thì chồng em đi thu mua rồi lấy lại của các lái á, rồi cũng như chồng em có một người bên ngoài, lúc đó thì em còn làm việc ở công ty thủy sản, cho nên em không có ở nhà thường, thì tới chừng ở bên ngoài thì bạn bè đầu nói thì em mới phát hiện thì đã lén lút người phụ nữ khác thì 3 năm,
Rồi sau đó thì em kéo dài cái thời gian để như tới lui đồ viết, rồi em thấy mâu thuẫn nhiều quá nên đề nghị nhà tòa ly hôn, kéo dài tới năm 2006 mới ly hôn. Rồi chồng em chỉ có một cái khuyết điểm đó mà em tha thứ thôi. Cả ngày cho lịch sử pai 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 xây dựng bảo vệ cho quý vị từ trước đến sau 407-222-5577 hoàn toàn kiện không lấy tiền. Rồi em có được mấy bé? Em có một bé gái. Rồi em nghĩ ưu điểm của em là gì? Ưu điểm của em thì em vui vẻ hòa đồng, với lại em hơi nóng tính. Nhưng mà em nóng tính thì em dạng như cái người nó nói dối em, hoặc là qua mặt em cái gì mà không có em tới chừng em biết được á, thì em không có tha thứ vì, nhưng mà em không có để bụng. Nóng tính chút xíu. Còn khuyết điểm của em? Em thì em hay tự ái. Rồi bây giờ em muốn tìm người bạn cho em muốn người đó như thế nào? Em muốn tìm một người bạn lớn tuổi hơn em, nhờ có công ăn việc làm ổn định, người ta có hoàn cảnh giống như em, người ta chân thật, đừng có lừa dối. Rồi em nghĩ là một anh làm quen với em thì độ tuổi khoảng bao nhiêu thì ok? Từ người đàn ông này tuổi lớn hơn thì em hợp thì em sẽ chọn, chứ còn tuổi tác thì em không quan trọng. Rồi nếu anh đó hút thuốc uống rượu thì em nghĩ như thế nào? Dạ thì em nghĩ là người đàn ông thì không có uống rượu thì có chừng mực xã giao với xã hội thôi, chứ còn em nghĩ là đàn ông giờ uống không có phải mà bê tha đâu, cho nên là em chấp nhận được. Rồi con em đã bao nhiêu tuổi rồi? Con em 24 tuổi, hiện tại bé đi làm được 2 năm rồi. Bé sống với Dạ em con hả? em, dạ sống em từ từ cho 3 tuổi cho đến đến hiện tại giờ đi làm, thì em cũng cho bé ở nhà riêng. Lúc vợ chồng em ly dị thì căn nhà đó bé đủ 18 tuổi, thì hôm nay bé hai mấy tuổi thì căn nhà đó bé thuộc về của bé rồi, còn em thì ở nhà riêng mình em luôn, Sau hai khi mẹ con thì người ở nhà một ngôi nhà. Ủa sau khi chia tay với ông xã em rồi em mua được căn nhà khác nữa hả? Mà con có căn nhà khác thì em ở một mình tới giờ luôn. Rồi căn nhà của em ở có thể buôn bán được không hay là em phải thuê chỗ khác em buôn bán? Và căn nhà của em thì mặt lộ lớn thì nó không gần chợ, như từ nhà em mà đến chợ khoảng 10 phút thì em buôn bán tiệm chợ rồi, chứ còn ở nhà em mặt lộ lớn mà không có buôn bán. Vậy đó, mặt lộ lớn mà không buôn bán được, tới chợ thì nó bán nhiều hơn ha. Thì Rồi có con người em thì có chừng 2 tiếng, 2 tiếng mấy là em xong hết mọi việc rồi em về nhà. em giỏi ha, ông xã trước của Em em thì làm công việc gì? cũng hồi đó thì may đồ, sau này cái muốn bán trái cây nhãn này bưởi thôi chị. Nhưng hiện tại giờ thì em thấy ông không có mua nữa, nhưng mà từ ngày ly hôn tới giờ là em không có quan tâm và không có đi ngang con đường đó. Em rồi con của em có ủng hộ em đi tìm người bạn mới không? Con em thì cũng có ủng hộ, nhưng mà thì bé lớn rồi thì trước sau gì 5 hay 5 bé lập gia đình thì em cũng ở một mình, thì giờ hiện tại cũng ở một mình, cho nên em quyết định thì tìm một bộ vai còn lại của em. Nếu các ủng hộ tại vì bé thì giờ cuộc sống thì ổn rồi. Em rồi em coi video của chị hay là ai giới thiệu em xem?
Dạ em không nhớ của chị lâu lắm rồi. Em không biết sao liên lạc chị hơn nữa, em không biết cách nói sao, thì em cũng ngày nào em cũng lướt xem hết á. Anh nội mà đi bán ở chợ xong về em lướt coi buổi sáng, xong rồi cái buổi chiều nằm có một chút nữa, cái tối thậm chí một cái video đó mẹ em coi 2-3 lần. Chị không lắm rồi, lúc mà chị còn phát quà đồ cho anh ấy anh chị mà vô dân cư ở bên Mỹ á. Lúc em thấy chị test xe rồi đi mua xe rồi mới coi chị dẫn mẹ đi mua đồ để chuẩn bị về Việt Nam. Chiều cao của em là bao nhiêu? 1m6, em nặng 58. Em có thể đứng lên cho mọi người thấy dáng em ha. Rồi quay sau lưng cái ha, giữ dáng cũng khá hay ha. Được rồi em. Rồi rồi xích qua bên đây một chút rồi xích ra nữa. Xích qua phía cây cột một xíu rồi xích ra một chút. Rồi em rồi em có được mấy anh chị em? Là mình là tình thân vậy, anh chị em đông lắm, tới mười mấy anh em rồi. Nhưng mẹ em thì còn mẹ, cha mất mười mấy năm. Em là gia đình em có ba chị em gái, còn nhiêu anh em trai không? Ai cũng có nhà cửa riêng tư hết rồi. Em ở gần kế bên mẹ em mà, mẹ em nhà riêng mà em cũng nhà riêng luôn. Rồi gia đình của em có ai ở nước ngoài không? Có cậu quỳ gì mấy đứa em con mận gì mấy anh rồi, nói chung là bà con chứ không không phải là nên buộc ở ngoài Mỹ. Có đứa em con người chú ở Canada, có ở Cali hoặc nha, có rồi. Sao em không nhờ những anh chị em của em làm ai cho em? Không, tại thì em xem kênh kênh của chị thì em thấy có ý nghĩa, nhờ những anh chị mà lên chương trình vậy thì cái gì cũng chân thật là bộc lộ ra, chứ không phải là lén lút cọ nhuộm mà em mốt hay gì kia nữa thì không có thông qua toàn cả nước đâu vậy. Cho nên là em thích cái chân thật như vậy. Em rồi bây giờ em buôn bán thì chỉ có 2 tiếng thôi, thì thời gian rảnh rỗi của em làm công việc gì để giải trí cho mình? Thời gian rảnh rỗi thì em ở chợ em tính tiền, hoặc là em bỏ hàng rồi xong rồi về nhà nghỉ ngơi, ví dụ khách gọi đem chả hoặc đem nem nào đi giao thì em hẹn mấy giờ em chả đi giao, rồi buổi chiều thì em xem coi cái gì trong tủ đông hết hoặc là còn thì em chuẩn bị cho ngày mai. Tối ngày lại quay nhà, em không đi cầu phơi, không đi ăn uống gì á. Có sở thích hát karaoke gì không? Em không có sở thích, nhưng mà em thích nghe thôi chứ không có ca hát. Em thích một anh làm quen với mình đó, chiều cao khoảng bao nhiêu? Dạ, tương đối có em hoặc là cao hơn chút cũng nhận được. Bạn chắc là chăm chỉ công việc thì chăm thật vậy. Sau khi chia tay với ông xã em rồi chắc cũng có nhiều người theo đuổi em hả? Cũng có, không có nhiều người gì mà cũng hoàn cảnh của mình cứ lo công việc lo cuộc sống. Xong rồi em cũng cách nay 2 năm em có mới gặp một người đàn ông nó nhỏ tuổi hơn em. Nhưng công việc người ta không có ổn định thì nhà cửa người ta không có, mà người ta đòi đến phụ công việc với em thì trong đó có nhân viên phụ rồi, nên em không có cần cái khâu phụ đó nữa. Thì em cứ mở ra một quầy nữa cho anh nó buôn bán, nhưng mà người ta không có vốn liếng gì hết, em không có gồng gánh nổi, cho nên là em thấy không đi đến đâu được nên tụi em kết thúc. Là mở một quầy ra bán thịt, bán bánh mì thịt luôn. Bán bao bộ á, bánh thì bánh không, người chả thì nói chung là tất cả làm giống như quầy của em luôn.
em mở ra một quầy như thế thì em phải bỏ bao nhiêu vốn ra nữa? Vốn là khoảng một chỗ vào khoảng 10 triệu vốn. 10 triệu hả? Tại thế... vì mình đặt hai cái tủ là thấy 7 triệu. Vốn bánh với lại chả rồi thì mình bỏ công ra mình làm thì để bán kiếm lời. Còn thuê mặt bằng bao nhiêu một tháng? Dạ. Thuê mặt bằng đó bao nhiêu một tháng? Một tháng 1 triệu. Chợ em mà làm bán là chợ quê hay là chợ ngay thành phố? Chợ chợ quê mà chợ lớn. Chợ em thì đi thẳng cầu Bạch Miếu luôn á chị. Em ở Phú Túc hả? Dạ em ở gần cảng Giao Long. Gần khu công nghiệp Giao Long luôn. Rồi nhà em ở có vườn đất rộng không? Có trồng cây ăn trái không? Dạ vừa xin với bưởi. Cây sồi đâu mà mất nằm để cho mình không quê vừa mát lắm. Rồi em trồng bán hay là em trồng chỉ nhà ăn thôi? Vườn trồng bán vậy đó hả? Vừa bán cái đó mình... mà vừa trồng làm vườn nữa, sao giỏi vậy? Bên tay mẹ em vườn nhiều. Ngày nông không hà, nhưng mà tại vì em thích kinh doanh buôn bán, tại vì cái tự mình làm chủ rồi với lại mình thấy cái thu nhập nó ổn, nó khỏe hơn công ty. Chứ trước kia thì em cũng làm công ty thủy sản, làm công ty thủy sản vô đó làm kiểm hàng bên mặt hàng nghiêu cá rồi, thì cái thời gian nó cực hơn. Rồi sau em làm bên hồ sơ bên ngân hàng được mấy năm nữa, 8 năm. Dạ, xong rồi em thấy gò bó quá mà mức lương thì không có cao, cho nên em mới quyết định. Em rồi một mình em là chăm bao nhiêu công vườn? Chứ không có mẹ thì chia mấy anh chị em nghe người cộng giờ công vậy. Thì là em trồng dừa hay là trồng bưởi da xanh? Dạ bưởi dừa. Bưởi là chăm rất là cực không? Phải xịt phân hoài. Phân thuốc thì sao? Rồi bao lâu em mới thu hoạch một lần? Loại dừa thì 20 ngày thu hoạch, còn bưởi thì cũng khoảng 20-25 ngày là chín. Bưởi thì giá rẻ hơn, nó gầy, dừa xiêm thì giá nó cao. Ồ, vậy đó hả? Hồi trước là bưởi da xanh là đắt lắm, mà giờ dừa xiêm đắt hơn bưởi da xanh đó. Dừa hiện tại giờ là ngoài 100 ngàn chục rồi chị. Còn bưởi? Còn 90, còn bưởi thì 20-25 ngàn là bưởi đẹp, bưởi nhất. Còn bưởi không thì tệ hơn nữa. Cho nên nhiều người cửa xe của mẹ cho thì có hưởng mà để có bán vậy thôi, chứ còn mà mình buôn bán mà làm chứ cũng có thì nó có ổn hơn. Bưởi da xanh ở bên đây nhập qua bên đây bán rất là đắt á. Hôm bữa chị mua trái hôm Tết mua trái 30 đô, 30 đô là khoảng 700 mấy tiền Việt Nam á. Mà mắc lắm. Em thấy chị cũng thâu xếp từ nhiều quê, quê chị Nguyên ở huyện nào? Chị ở Mỹ Tho. Em thích một anh làm quen với mình trầm tính ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát? Nói chung là lanh lẹ hoạt bát thì càng tốt. Rồi em có thích người yêu của mình có tính lãng mạn không? Dạ. Thì em thích cái người đó, người chồng chính của mình thì dạng như là yêu cưng chiều mình vậy, mình thích. Cho nên em thích cái người đàn ông lớn tuổi chuẩn là em là những người vậy. Ông xã trước của em cũng lãng mạn hả? Cũng hồi trước kia ảnh lãng mạn như hai chồng cùng tuổi. Ông xã em với em là mối tình đầu mà nghỉ học, là nói chung là trong thời gian đi học đưa đón nhau, rồi cái đầu cho đến cưới hỏi 59 tuổi. Em dở luôn. Nhiều kỷ niệm phải không? Dạ. Rồi ông xã trước em làm công việc gì? Ông xã chứ em thì buôn bán ở nhà thu mua nhãn bưởi vậy chị.
em rồi sau cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình đó, em nghĩ là người đàn ông như thế nào sẽ mang lại hạnh phúc cho mình? Em nghĩ người đàn ông này không cần gia trưởng, nhưng mà dạng như lớn tuổi và chuẩn, biết công, biết chăm lo, biết quan tâm cho gia đình, thì em thấy như vậy là hạnh phúc. Chứ còn người đàn ông mà nhỏ tuổi mà còn dạng như lông bông bên ngoài mà công việc không ổn định thì em không thể chọn. Ok, chị rất là vui nói chuyện với em hôm nay nha. Chị hy vọng rằng sau video này em sẽ chọn được một nửa yêu thương trên kênh của chị ha. Em chào khán giả ha. Dạ, em cảm ơn chị Nguyên rất nhiều và em chào khán giả. Để chúc một ngày được nhiều sức khỏe. Rồi em... nạn, xin quý vị hãy gọi ngay cho luật sư Pius Pius Empires với số 407-222-5577 hoặc 407-888-8888. Xin xem thêm chi tiết các báo Florida và website luậtsutainan.com. Tai nạn, dù lỗi hay phải, dù có bảo hiểm hay không có bảo hiểm, luật sư Pius sẽ giúp quý vị sửa xe, mướn xe, tiền nghỉ làm, tiền bồi thường và vân vân. Luật sư Pius trên 35 năm kinh nghiệm, nhiệt tình, uy tín, không thắng kiện, không lấy tiền, tham khảo miễn phí, phục vụ toàn tiểu bang Florida.